Đây là công trình nhà văn hóa lao động tỉnh Lâm Đồng. Tuy được đưa vào hoạt động chưa đầy một năm, nhưng đã và đang được xem là địa điểm lý tưởng dành cho mọi người dân đến tham gia luyện tập thể dục thể thao. Cùng với các hạng mục như hội nghị, hội thảo, khối hành chính, đây còn là nơi giao lưu sinh hoạt của các câu lạc bộ thể dục thể hình, thể dục thẩm mỹ, bóng bàn, các môn võ, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân đến tham gia luyện tập và thi đấu. Nhà văn hóa lao động tỉnh Đồng chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Hàng ngày số lượng đến đây khoảng trung bình từ 700 đến 1.000 người. Với cơ sở vật chất hiện có, thể dục ra quần chúng gần đây và nói chung của cả nước, theo tôi là có những bước phát triển. Đặc biệt sau khi nhà văn hóa lao động chính thức hoạt động, thì các hoạt động này đã đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của người lao động đến đây. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Những năm qua, với sự quan tâm của nhà nước, việc đầu tư phát triển đẩy mạnh thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh được chú trọng với nhiều phương thức. Trong đó có thể kể đến phương thức xã hội hóa thể dục thể thao đã huy động được nhiều tổ chức cá nhân tham gia đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, góp phần giúp người dân nâng cao chất lượng luyện tập thể dục thể thao. Tôi là người rất là đam mê môn bóng bàn. Tôi đã đến câu lạc bộ này để tập luyện. Và thời gian khoảng 5 tháng, từ ngày đầu cho tới bây giờ thì tôi thấy rằng đây là một cái cơ sở mà đáp ứng được cái nhu cầu tập luyện. Thì hiện nay tôi thấy đây là một cái cơ sở mà về các cái điều kiện trang thiết bị để tập luyện là mới và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Nằm trong chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2020 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt. Ngoài việc xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động thể dục thể thao từ tỉnh đến cơ sở, ngành thể thao Lâm Đồng còn tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng sân vận động của tỉnh, khu liên hợp thể thao thành phố Bảo Lộc, huyện Đức Trọng và một số huyện theo hướng đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Giữa chiến lược phát triển thể dục thể thao với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thì cơ sở vật chất của các địa phương từ xã phường cho đến cấp huyện và cấp tỉnh thì đã có một cái bước đầu tư rất là mạnh mẽ. Mặt khác thì công tác xã hội hóa trong những năm gần đây thì cũng được đẩy mạnh. Thực hiện trong cái chiến lược phát triển thể dục thể thao quốc gia thì chính phủ có rất nhiều cái chủ trương để khuyến khích cho các cái tổ chức và cá nhân đầu tư xã hội hóa các cái thiết chế văn hóa thể thao, ví dụ như là miễn thuế tiền thuế đất, rồi miễn thuế thu nhập đấy, và tạo điều kiện về cơ chế chính sách đối với địa phương để thu hút các cái tổ chức cá nhân đầu tư vào. Có thể nói dựa trên các lộ trình và giải pháp triển khai trong chiến lược phát triển thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng, thông qua sự vào cuộc của ngành thể dục thể thao và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, sẽ là điều kiện thuận lợi để Lâm Đồng đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ thể dục thể thao, qua đó phát triển hệ thống liên đoàn, hội thể thao, góp phần củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động phong trào thể dục thể thao của địa phương. Khi chọn mua, thì bằng mắt thường bạn cũng có thể kiểm tra mực in trên bếp. Các loại bếp từ chính hãng sử dụng mực in chất lượng cao, sắc nét,